Lên nào, lên nào, lên. 10 tim á. Quay. Cái gì đấy? Công chúa Mây 1 triệu follower, 5 triệu tim mà chỉ mới livestream ngủ á. Say what? Đã thế thì các cậu ơi, đừng tham gia cuộc thi cosplay trên TikTok cùng công chúa Mây tới nha. Yes. Giải thưởng chính là 10 triệu follower đấy. Wow. 10 triệu follower á? Đẹp thì để làm gì? Đẹp thì để bắt cóc. Thả tôi ra. Đáng ghét. Ta chỉ muốn mượn nhan sắc của người một chút thôi mà. Trường học công chúa để chúng ta sớm đạt được 10 triệu follower nhé. Ai mà công chúa Mây, công chúa Mây, đi thôi. Đi đâu? Đi thi cuộc thi cosplay của TikTok chứ còn gì nữa. Đi. Đến với cuộc thi cosplay những người nổi tiếng và một make up thắng hạng nhan sắc. Wow. Các công chúa hãy chọn người mà mình muốn cosplay và hãy make up thật ấn tượng đi nào. Yes. Chọn thì chọn xem nào. Sao toàn hình công chúa bánh bèo lèo nhéo thế này? À, đây rồi, nữ hoàng băng đá sẽ giúp Lem tớ chiến thắng một lần nữa. Có Wednesday ở đây thì việc gì phải cosplay ai? Oh yeah. À, Mây, vậy thì cậu đã chọn được nhân vật để cosplay chưa? À, tớ chọn được rồi. Hả? Mèo Angela á? Cosplay thì không cos, lại đi làm con mèo. Hãy đợi đấy. Con mèo này, xinh mà. Với vòng thứ hai, vòng thi trang phục, công chúa nào có bộ váy đẹp nhất, ấn tượng nhất do khán giả bình chọn sẽ chiến thắng. Chán à? Next.
Hả? Chỉ bình chọn váy đen à? Được. Dạ vâng, bây giờ sẽ là phần thi kết quả. Đầu tiên xin mời công chúa lên. Công chúa May,
Bây giờ ta là người nổi tiếng và có 10 triệu follower. Các người làm gì được ta? Và không chỉ có 10 triệu followers mà còn được tặng combo ngồi tù vì tội bắt cóc nữa cơ. Vào tù mà múc mang trứng luộc đi. Vì quá tham vọng sự nổi tiếng mà bà phù thủy đã làm việc sai trái. Các cậu, dù có nổi tiếng hay không, bọn tớ vẫn mãi là bạn của các cậu mà. Chúng ta hãy biết phân biệt đúng sai, không đánh mất chính mình nhé. Phải đấy, còn nếu như mà ủng hộ chúng tớ thì hãy subscribe kênh Trường Học Công Chúa nha. Còn bây giờ thì bye bye. Các bạn ơi, hãy nhớ đăng ký kênh Trường Học Công Chúa để có thể xem thật nhiều video hấp dẫn nha. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, click để xem nhé.